Một ngày khai trương tại Trung Âu Tu Đà Nẵng có gì? Đúng vào lúc 12 giờ check-in thì cơn bão Nauru đổ bộ. Đây là cơn bão mạnh nhất 20 năm trở lại đây. Đây là quản lý của Trung Âu Tu tại Đà Nẵng. Anh có nhận xét gì? Dự là tiền vào như nước anh em ạ. Trung Âu Tu chúng em nhân dịp khai trương lắp màn hình liền cam 360, tặng một bộ áp suất lốp trị giá 3 triệu đồng, lắp Android Box được tặng led gầm ghế, tặng sim, tặng bản đồ Vietmap S1 mà giá chỉ hơn 4 triệu thôi nha. Độ đèn, dán phim cách nhiệt và các dịch vụ khác tại Trung Auto được giảm giá từ 15-25%. Địa chỉ tại 161 đường mùng 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trung Auto, khai trương rộng khắp.